Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một khóa học đó là tự thổi sáo trúc trong 21 ngày. Giới thiệu khóa học: vì âm thanh hay, dễ học, nhẹ nhàng và sáo trúc đã trở thành một trong những nhạc cụ phổ biến nhất ở châu Á. Sáo trúc ngày nay có nguồn gốc từ cây sáo và có lịch sử hơn 7.000 năm về trước. Loại sáo trúc ban đầu được làm từ một ống lau sậy, ruột rỗng. Khi có gió hoặc luồng hơi đi vào sẽ có độ rung, phát âm thanh. Nhờ vào sự cải tiến sáng tạo của các nghệ nhân mà từ ống lau sậy đơn giản đã trở thành một cây sáo trúc có thể hòa tấu và trở thành một trong những môn nghệ thuật như ngày nay. Trước đây, sáo trúc chỉ tồn tại ở các vùng nông thôn, làng quê yên bình và học theo truyền miệng. Nhưng ngày nay, các nghệ nhân đã đưa nó thành một môn nghệ thuật được giảng dạy trên các trường văn hóa nghệ thuật. Tiếng sáo trúc không chỉ đi vào lòng người dân Việt Nam mà còn theo chân các nghệ sĩ biểu diễn ở các sân khấu quốc tế. Lợi ích của khóa học: giúp bạn biết cách chọn sáo trúc phù hợp, giúp bạn nắm được những kỹ năng cơ bản cần thiết để chơi sáo như cách hít thở, cách luyện hơi, cách luyện ngón tay không cần sáo, cách cầm sáo và cách đặt môi, phát âm và cách phi lưỡi, rung hơi, giúp cho bạn tự tin trổ tài thổi sáo của mình trong những buổi văn nghệ. Áp dụng thực tế các bản nhạc căn bản, đối tượng đào tạo bạn là sinh viên, người đi làm hay ở bất kỳ độ tuổi nào, từ trẻ con hay người lớn. Chỉ cần bạn có thật sự một niềm hứng thú với sáo trúc, đam mê thì sẽ có thể tham gia khóa học này. Xin chào các bạn, tôi tên là Đinh Linh. Tôi đã hoạt động âm nhạc hơn 30 năm nay. Và ngay từ nhỏ tôi đã làm quen với âm nhạc, làm quen với cây sáo trúc. Phong trào thổi sáo của chúng ta bây giờ rất là mạnh. Từ các bạn ở miền Bắc này, đến các bạn miền Nam này, và miền Trung này. Và các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, rất quan tâm và các bạn đã tạo nên những cái câu lạc bộ sáo trúc ở nơi mình ở, và đặc biệt nữa là các bạn tự dạy cho nhau. Tuy nhiên rằng để có một cái kỹ thuật căn bản, mà đây là những kỹ thuật đã được nghiên cứu, đã được dạy ở trong nhạc viện. Thông qua đó tôi sẽ đúc kết những cái căn bản nhất và cơ bản nhất để các bạn có thể dễ dàng luyện tập. Khóa học của chúng tôi có tên gọi là tự học sáo trúc trong 21 ngày. Đúng 21 ngày các bạn có thể nắm được cơ bản. Khi các bạn đã nắm được cơ bản rồi thì với cách luyện tập các bạn sẽ trở nên nhuần nhuyễn hơn, nắm được vững vàng kỹ thuật hơn. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ đến với khóa học của chúng tôi. Đây là một khóa học vừa dễ hiểu, vừa dễ làm, dễ thực hiện và làm cho các bạn sẽ thấy thú vị cái sáo trúc của Việt Nam. Một tâm hồn mộc mạc giản dị như vậy có thể làm lay động mọi trái tim.